tiếp tục là được bà anh Phạm là bà sẽ giúp đỡ cho hai anh em là có một cái mái hiên ở đây nhá. Vâng, làm qua đây ạ. Làm qua đây đúng không? Vâng. Thì bây giờ mình chôn cột ở dưới này nhỉ? Bạn nhỉ? Thế theo như chỗ này thì lấy tầm bao nhiêu cái cột sắt bạn? Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử mồ côi của bác ạ. Ở video trước thì các bác cũng đã biết rằng là cháu Lực bị một mạnh thường quân giấu tên là lừa gạt cháu Lực. Ở đây thì cháu Lực không biết là có phải là những người ở trong thôn bản không, hay là có thể thật là một bác mạnh thường quân, bác ấy nói xong là bác không có muốn thực hiện. Đấy thì hôm nay rất là vui mừng của bác ạ, được bà An Phạm lại tiếp tục là hỗ trợ cháu Lực về làm cái khoản mái hiên này. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng có gọi luôn cả anh bên hàng xì này của bác này, anh ấy lên để mà xem cháu Lực rằng là cái chỗ đấy thì cần bao nhiêu sắt với lại bao nhiêu tấm tôn đấy. Đấy, hôm nay thì hôm qua điện cho bạn này, thì bây giờ bạn lên tận nơi để xem là cái giá công thợ này xong là mọi cái nữa nhá. Bây giờ bạn đi trước, đi xuống nơi này. Không biết là cháu Lực bị một cái người nào chơi xấu để mà gọi điện cho cháu Lực, hay là bác ấy không có muốn đồng hành cùng cháu Lực nữa, thì cái điều đấy cháu Lực cũng không có biết đấy. Nhưng mà cũng rất là may là lại được bà An Phạm là hỗ trợ cháu Lực về cái khoản này nữa, và cũng rút ra được một cái kinh nghiệm cho cái bản thân của cháu Lực rằng là khi mà làm cái gì đấy cô bác thì mình cũng phải là nhận đủ tiền rồi thì mới làm. Thật sự ra cái mái này ấy, cái mái này thì làm cũng rất là đắt cô bác ạ, như sắt hộp mọi cái này, cột này thì cháu Lực cũng đã lấy và cũng đã gần đủ rồi đấy. Tuy nhiên thì vẫn cho anh bạn làm cơ khí đấy để mà lên xem là cái công cán của bạn ấy lấy như thế nào thì mới biết được. Điều này luôn nam ạ, đây đây là điều này luôn ạ. Nam đi lại về nhà được mấy hôm rồi nhỉ Nam nhỉ? Được một tháng rồi à? Trước là làm, trước bạn làm ở đâu? Làm Hưng Yên à? Nhưng mà công việc của bạn làm là trước là làm về nguyên cái gì? Cũng là làm về hàn xì như này à? Sơn là đá à? Bên kia thì thấy gà của nhà em Sử nhiều hơn của bác ạ. Ra bên này thì không thấy. Gà cho ăn cho Sử. Gà thì cho ăn chưa? Ở đây cô bác này. Tầm độ là mười mấy con đấy. Rất là con nào con đấy trông như gà chiến đấy. Cho các bác xem gà. Đấy, gà con nào con đấy cũng rất là khỏe mạnh cô bác ạ. Cho ăn gà, gà cho ăn chưa? Cho ăn gà. Cho ăn gì đấy? Cho ăn ngô đây. Cho ăn ngô đây à? À đây. Đấy, anh lại tiếp tục là thông báo Sử một tin nữa. Vâng. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm qua anh, tối qua anh lên ấy, thì là có bác mạnh thường quân ấy, bác giáo tên ấy, là bác không có đồng hành để hỗ trợ em nữa. Đấy, theo như hôm qua anh em mình có nói qua rồi, thì Sử thì mong muốn là làm đến tận đâu? Đấy. Làm qua đây ạ. Làm qua đây đúng không? Vâng. Thì bây giờ mình chôn cột ở dưới này nhỉ? Bạn nhỉ? Thế theo như chỗ này thì lấy tầm bao nhiêu cái cột sắt bạn? Nếu mà theo tôi tính là 3 cột, nhưng theo bạn tính thì tầm bao nhiêu cột? Mà cột thì 3 cột cũng được. 3 cột à? Là một cái kèo bên này nhỉ? Đây là làm kèo chữ A bạn á. Kèo tam giác. Đúng rồi, kèo tam giác đây. 3 kèo. 3 kèo, một cái kèo đây, hai kèo kia. Xem mà cái chiều, bạn đo của tôi là cái chiều cao ấy. Cái chiều cao của cái mền mái hiên này thì tầm bao nhiêu là đủ? Cái nhà này thì tôi làm là 3 mét này. Từ đây lên trên là 3 mét.
cho nó có độ dốc dốc xuống. 4m1 bạn. 4m1 à? 4m1 thì mình chôn xuống là tầm độ 50 phân. 50 phân. 50 phân xong đổ xi vào. Đổ xi vào. Thế thì mình lấy độ tầm là từ dưới kia chắc là nó cao hơn thì cột là mình lấy 5m chưa? 5m. 5m thì mình chôn xuống độ tầm là 40 phân nữa. Dưới này nó không đều thì cứ lấy cả cái về. Dùng đến đúng cắt đoạn nào nói. Còn là cái gì dư ra thì có thể là làm để sau. Rồi bạn hộ tôi là đo từ trên này xuống cái kia thì nó độ tầm là bao nhiêu mét nữa? Bạn hộ tôi không chút. Có cái thang nào trèo được không Sử? Tới nhá, bạn ơi. Nó phải là mà mình lập mái là từ một đoạn nữa bạn ơi. Chỗ này nó tầm 2 phân nữa. Tầm 4 mét. 4 mét à? Nên 4 mét ra đến đây thì là bạn thử đo từ trên từ góc rộng này, từ ra đến đây là tầm là bao nhiêu mét? Anh Hải à? Đi đâu về ấy? Cho đấy nhỉ? Chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Ai mua quần áo cho Hải ấy? Anh Sử ạ. Anh Sử mua cho à? Vâng. À, thế là hôm nọ là hai anh em đi chợ là mua quần áo à? Vâng. Ồ. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Ấy à, hôm nay thì được bà anh Phạm lại làm mái hiên cho hai anh em nhá. Vâng. Ừ. Được là bao nhiêu mét bạn? Được 3m4. Được 3m4 à? Thế được 3m4 thì mình cứ lấy là 4m thì tại là cái chiều dốc của nó nữa. Nó còn dốc nó kéo dài tôn. Nhưng mà đây là làm chỉ làm đến đây thôi Sử nhá. Đấy còn là phía bên kia thì là mình không làm nữa. Nhá. Thế bên này thì làm thì sau này nhìn cái ngôi nhà nó rất là xấu. Tại vì tại sao không làm các bác? Thì ở trên này nó đã có một cái phần mái pro đua đàn tầm 1 mét rồi. Rồi bây giờ nếu mà mình bây giờ thì chia sẻ hỏi Sử ấy, nếu mà cái số tiền đấy làm còn dư ra thì là anh mua sắt B40 về ấy, thì là thì chỗ chuồng gà này có phải của nhà Sử không? Không phải đâu à, đây. Đây xem một tí này. Tại vì là cô bác bà anh Phạm thì cũng có mong muốn rằng là mua cái sắt lưới B40 ra ấy để mà quay chỗ này xong mà thả gà thì nó sẽ được lâu hơn. Cái này thì không được lâu mấy đâu. Độ tầm cái này đều tầm độ tầm 5 tháng là nó cũng hỏng rồi. 5 tháng đến 1 năm đấy nhỉ. Cái này thì không phải là đất của nhà em Sử thì không có làm được cô bác ạ. Tại vì hôm nay một tí nữa bạn hộ bạn bây giờ bạn xem của tôi là tính lấy tầm bao nhiêu cái sắt nhá. Có sách vở đây. Có mà. Đây bạn không cầm theo à? Máy là Nam cũng đang vừa mới đi làm về các bác ạ. Sứ ơi lấy cho anh mượn cái bút của Hải đấy. Bút của Hải với một tờ giấy nữa để cho anh Nam anh ghi hết là bao nhiêu sắt bao nhiêu ấy. Rất là vui mừng của bác ạ khi mà vừa mới trải qua một cái gọi là một cái loại cái hơi thất vọng một chút, thất vọng về bác Mạnh Thường Quân. Bác ấy lớn tuổi rồi mà có thể là bác lớn tuổi hay là nhỏ tuổi cháu Lực không biết đấy, nhưng mà chắc chắn hơn tuổi cháu Lực, nhưng mà bác không bao giờ bác suy nghĩ trước khi mà bác nói cả. Một khi mà đã gieo cái hạt giống cho ai đấy thì ai nhận được nó rất là vui trong lòng ấy. Nhưng mà không biết làm sao được các bác ạ. Có phải đề thi của em không? Không phải đúng không? Ô Hải đi học rồi nhỉ? Hải lại tiếp tục làm cơm xong đi học rồi các bác. Vậy thì mấy anh em đang đo đạc một chút thì không thể mà đưa Hải đi học. Hải thì cũng có bạn đấy. Làm mái hiên ở đây thì chỗ này là tha hồ rồi nhỉ? Vâng. Đây, tuy nhiên thì là làm cái phần mái hiên là xong. Đây thì anh sẽ lấy thêm xi. Lấy thêm xi nhá. Vâng. Xong rồi đục cái kia xuống. Vâng. Cho nó chôn ra. Xây ở cái kia một cái vách để cho nước nó không chảy vào được. Vâng. Cho nó không, nước nó không thể chảy vào đây được, em hiểu không? Vâng. Dù mưa to gió lớn nó cũng không thể chảy vào đây được. Đây, dần dần sẽ là hoàn thiện cái ngôi nhà của các em. Nhau nhà thì hầu như là hoàn thiện rồi các bác. Bây giờ có thiếu một cái mái hiên nữa thôi thì nó sẽ đẹp. Một mái hiên đấy là nếu mà khoản tiền đấy còn dư ấy thì cháu được sẽ lắp thêm một cái cam ở đây nữa cho em Sử là em ấy xem qua điện thoại. Có biết cam không? Có.
Có thấy của nhà anh không? Có. Đấy. Làm trà sữa mà thêm mấy cam nữa. Còn là về cái phần sắt này của bác này thì cháu Lực là lấy lên rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì chắc là vẫn còn thiếu cho nên là vẫn phải lấy thêm một chút. Như Nam là có chỗ lấy sắt lên không ạ? Tôi có. Có đúng không? Vậy còn cũng gọi là mấy anh em thợ trong làng cả thôi các bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì trong làng đấy không có việc gì, thành ra là mới đi ra ngoài là làm học nghề này nghề kia. Trước kia thì cháu Lực cũng cùng là bạn, cùng là bạn Nam là để học ấy. Bạn Nam học cùng nhau. Sắt phi, sắt hộp tôn, còn tôi biết à? Đây, còn về cái cột ấy thì sẽ là chôn ở cái phần dưới kia các bác nhé, để cho nó rộng ra không có vướng cột. Nhưng mà anh vẫn phải hỏi ý kiến Sử, theo Sử là Sử muốn chôn cột ở trên này hay là đi xuống dưới kia? Đây, đồ xì có chung được không? Thì mình đào thôi. Chôn ở dưới kia thôi nhỉ, mình đào sâu xuống. Vâng. Mình đào sâu xuống, nhưng mà cái đất kia là đất mượn thôi nhá. Vâng. Đất mượn thôi, nhưng mà cũng một thời gian rồi, được gần một năm rồi các bác. Thì không có bị ảnh hưởng cái gì đâu. Sẽ cố gắng là đào thật sâu xuống để mà chôn cái cột nó. Thế thì bạn về nhà là bạn hộ tôi lấy thêm nhá, còn thiếu ấy. Thế còn thiếu thì xong là bạn tính luôn cả công thợ nữa. Đây đúng không? Đây để tôi chụp ảnh xong bạn về bạn lấy. À. Thì lấy thì tôi đặt hết luôn cho nhá. Rồi thế bạn bây giờ bạn còn thiếu thì bạn lấy hết cho tôi luôn. Thiếu đi. Thế thì tôi cảm ơn nhá. Bây giờ bạn cứ lấy một xe đen đi về trước đi. Chìa khóa đâu nhỉ? Tôi về trước. Bạn về trước đi. Nam là về cũng đi làm mà chưa ăn cơm nhỉ? Về trước đi. Ở đây uống nước đã. Đây ngồi đây uống nước đã. Về vội vừa rồi quên là muốn nước ở đây. Đây Sử uống nước đã Sử. Quên uống nước ở đây xong rồi tí là làm cảnh này. Này. Tôi cầm lon về. Cầm lon về á? Sau nhé. Ờ, đi sau nhé. Xe đen đấy, xe đen kia. Ôi, vừa rồi Hải đi học nhanh quá rồi, để cho Hải một lon nước này. Đấy. Không thì nếu mà Hải chưa về thì tí để cho ông nhé. Thời tiết nắng này, uống một ngụm nước thì khá là tuyệt vời của bác. Mấy nữa cái cột này là mình phải thay đi sửa lại cột này. Mấy nữa làm mái hiên xong là không có để được nữa đâu. Làm mái hiên xong thì phải bỏ để ở phần dưới cái mái hiên. Đấy. Thì đến lúc đấy cháu Đức sẽ bảo anh là khắc thiết kế. Bảo cái anh bạn ấy là thiết kế. Đấy, còn về bây giờ nếu mà làm cái phần cái tiền mà bán Phạm gửi cho anh đấy, còn dư thì anh sẽ đây đeo được này, mua thêm một hai cuộn sắt B40 lên để mà rào, để mà rào. Thế này bây giờ Sử theo là chỗ nào để mà mình nuôi gà được không Sử? Dạ. Bảo trên này bây giờ mình xem thế nào mà nuôi gà được không, nếu mà được theo anh bảo Sử này. Nhưng mà sợ là nó có rắn ở trong này ấy. Không có. Không có à? Mình nhấc cái chuồng đi xuống ấy, san một cái, mua một cái sắt B40 ra. Quay hết chỗ này, quay hết cái buồng tre lại. Vâng. Đấy, thả gà vào trong đấy. Vâng. Được không? Được. Đấy, thế thì để mấy đứa anh làm xem là kinh phí nó dư ra bao nhiêu thì sẽ bảo với Sử nhá. Vâng. Bảo với Sử rồi thì làm cái phần là trang trại gà cho, gọi là trang trại gà cho nó oách một tí các bác. Đấy, nhưng mà bên trong thì nuôi được tầm độ là 15 đến 20 con đấy. Nếu mà có nhiều thì chắc chắn là sẽ nuôi được nhiều. Đấy, nhưng mà hiện tại thì trong chuồng thì cũng có là tổng tất cả bao nhiêu con rồi? 11 con. 11 con rồi à? Vâng. Ừ.
Ôi, sắp hết lon nước rồi, xin mời các bác uống nước các bác nhá. Thiếu son một chút. Tại vì sao các bác ạ? Vì là hôm nay cảm xúc vui quá. Khi mà được bà An Phạm hỗ trợ cho Lực làm về cái khoản này, sợ rất là sợ là sẽ thất hứa với lại em Sử, cũng như là thất hứa với tất cả các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh. Đấy, làm thử nghiệm như này mà thất hứa thì nói thật là không còn ai tin tưởng nữa. Một khi mà đánh mất cái niềm tin là rất là khó lấy lại được cô bác ạ. Niềm tin thì nó rất là khó lấy, nhưng mà để mà đánh mất niềm tin ý, thì nó chỉ trong một phút hay là một nốt nhạc thôi. Chỉ cần một câu thôi sai là không có niềm tin rồi. Cháu Lực cũng đã rơi vào cái trường hợp này rồi cô bác. Đấy, nhưng mà ở bên trong đó thì có một cái sự hiểu lầm rất là lớn, thành ra là không có một cái sự thống nhất nói chuyện với nhau, ba người hay là hai người nói chuyện với nhau rõ ràng, thành ra là bị mất ở cái niềm tin đấy. Hôm nọ thì cái này là em tự làm à? Vâng. Em Hải có làm cùng không? Ôi, nhưng mà chắc chắn đấy nhở? Vâng. Làm này cần thêm cẩn thận là trộm nó về nhá. Vâng. Bây giờ đừng thả vội Sử Aga này, hôm qua mới đi bắt về nhở? Vâng. Anh vừa rồi thì các bác cũng đã chứng kiến hết là cái cuộc nói chuyện mà giờ cho Lực với lại anh thợ một cái rồi. Đấy, còn là cung cán này bây giờ là bạn ấy về, bạn ấy phải tính thêm thì bạn ấy mới biết được. Em Sử thì cũng đang chuẩn bị đi xuống đấy xem máy cày một chút cô bác, thì sẽ được thế cùng em Sử để mà đi xem nữa. Ui, nguồn nước này chảy được đấy nhở? Vâng. Máy nữa Sử ơi, anh nhớ Sử này, một cái bóng đèn là năng lượng mặt trời đấy. Phần bên kia thì nó máy xong thì Sử có thể tháo ra để chống lợn như này. Vâng. Để cho nó quay ra bên này thôi, chứ không để gần lợn mấy. Máy cày Sử là cày đến tận đâu rồi? Từ dưới kia. Từ dưới kia rồi à? Đi đường thẳng ra đây. Ờ được. Cái chỗ bụi tre này nếu mà quay gà vào thì cũng sợ là cái tấm lê 40 kia nó thấp quá nhỉ Sử nhờ. Vâng. Thế vừa rồi thì nói xong là không chưa để ý, bây giờ mới để ý được. Bây giờ cái sát lê 40 nó chỉ đến đây thôi. Gà mà nhảy bay một cái là đi xuống cái kia được rồi. Thì lại bên này là phải rào cho nó cao hơn. Chung là trên nhà các em thì đất đai mọi cái thì cũng có khá là rộng ấy, nhưng mà tuy nhiên thì là để mà đầu tư vào đấy thì cũng phải mất một cái khoản tiền cũng khá là lớn thì mới làm được một cái chuồng trại. Nay không nói em phát à? Không phát được. À. Chỗ đồi măng ngứa này có phải của nhà em không? Ghi được. Có phải cây của nhà em không hay là của ông? Của ông ạ. Của ông à? Vâng. Của em thì ở dưới. À, của em thì tí dưới kia à? Vâng. Đây, ở đây thì đã cày xong hết rồi cô bác đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái này là cày bằng thủ công cô bác nhé. Này là phần thuê hôm nay là vẫn hộ ông để mà cày. Đấy, nhưng mà cháu Đức cũng đã bảo em Sử ấy, ông thì là một người ông duy nhất mà. Mặc dù thì bây giờ ông không ở cùng ấy, nhưng mà có chuyện gì thì hai anh em vẫn thương yêu ông, và ông cần cái gì thì vẫn giúp đỡ cho ông. Mặc dù là bây giờ vẫn có con của chú ở với ông hai người rồi, cũng có thêm là chú Thím để mà chăm sóc nữa. Cày hết là đến tận dưới này luôn, dưới này thì còn một chút. Đây thì sáng nay Sử mới đi xuống cày à? Vâng. Ồ.
Sáng nay em đi lái máy ở... Sáng nay là em đã về đường nào? Đường... đây ạ. Nhưng mà anh nhìn thấy từ xa là thấy lấy cây khiêng à? Vâng. Ai với em khiêng ấy? Nhờ người ta. Nhờ ca à? Vâng. Thế là dưới này là dốc quá nên cố gắng này. Em xử thì với con điều khiển yếu ấy. Thế nên là chưa đi được đoạn dốc mấy. Dưới này còn máy thửa nha. Đến cái cây chuối kìa. À. Đây hàng xóm mà xung quanh thì hầu như là chưa có ai có mấy cây ấy. Toàn cây bằng thủ công. Ra đến kia là phải tháo một cái ấy nó ra rồi nhờ. Vâng. Tháo một cái lớp phay nó ra. Cái máy cày của nhà em Sử thì thưa cô bác ạ, hôm nọ cháu Lực là cùng với em Sử là đi mua thêm đi mua thêm cái lưới này này cô bác này. Nếu mà tải theo máy của nó chỉ được là ba cái phay thôi, mỗi bên sẽ được ba cái đấy, nhưng mà tuy nhiên là mua thêm hôm nọ mua thêm 10 cái nhỉ. Vâng. Ở nhà thì vẫn còn dư chứ. Hay là vừa đủ? Dư hai cái nhỉ? Dư một cái, hôm nọ gáy một cái rồi. Cái dư một cái thôi. À. Thế là mấy cây là để trong ruộng này luôn à? Vâng. Ờ. Thế là một tí nó ăn cơm và xong nghỉ ngơi thì mới lại tiếp tục ra cày à? Vâng. Thế lúc xuống những thửa ruộng cao cao này thì xử xuống như nào? Chưa biết rồi. Đây là vẫn chưa biết à? Có ai về làm hộ công không? Không có rồi. Không có à? Máy cày thì sau khi mà làm mà xong vụ ấy thì là rửa cho nó sạch sẽ xong rồi cất đi, sang năm sau lại dùng nhá. Vâng. Bây giờ làm luôn chưa hay là tí nữa quay lại làm? Làm luôn. Làm luôn á? Vâng. Thế xử làm đi xong là chỗ nào mà không xuống được thì để anh hội thôi. Chỗ này là chắc là phải lấy dây kéo nhỉ? Chưa kéo dây không? Có. Đấy, anh lấy dây về cho. Lấy dây kéo lên nó mới xuống được. Dây này chắc không đấy? Từ từ nhá. Đấy, thôi. Hai người đi làm thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Ôi á, sự phải giống như này này. Chưa ra à? Đi này xuống chỗ nào đây? Chỗ đúng này đi. Đấy xuống vé. Xuống nào rồi? Vậy đôi lúc thì đi xuống những cái thửa ruộng bậc thang này cô bác này nó hơi khó một chút, nhưng mà phải cần đến hai người. Em Hải thì em ấy đi học rồi, chứ không là em ấy ở nhà là phụ được anh Sử. Sử thì bây giờ trưởng thành cũng gọi là đến độ tuổi để trưởng thành rồi, cũng mong sao là ơi từ từ nhá, mong sao là cái cuộc sống của các em là không có bố không có mẹ, gặp được một người con gái nào mà nó giúp đỡ cho các em. Như cái thửa ruộng này nếu mà dùng sâu để cày rất là khó, nhưng mà có cái máy này cày thì cày nó cũng cày đơn giản hơn. Một cái này thì cày được tầm 2 lượt là xong được không bác? Đi một vòng và về một vòng đấy là xong luôn đấy, rất là tiện. Phải nói là những cái phần quà mà các ông bà cô bác gửi cho các em ấy, và đặc biệt là cái phần quà của bà An Phạm gửi cho em Sử ấy thì
rất là hữu ích cho em. Đấy, tuy nhiên thì máy cày ấy nó sẽ có là cũng rất là nguy hiểm các bác ạ. Đấy, nhưng mà trong quá trình đấy thì mình phải làm sao mình khắc phục được. Em Quân cũng thế, cháu Lực cũng đã dặn dò cho em Quân rất là nhiều rằng là đi làm là phải cẩn thận. Các em thì tuổi là còn trẻ mà các bác, thành ra là những cái suy nghĩ vào bồng bột là đôi lúc thì gọi là như kiểu là hay tăng động một chút đấy các bác. Đôi lúc thì hay vui quá đấy, thấy mình có cái máy thì cứ bật số to mà chạy làm sao để cho nó làm được nhanh nhất có thể. Đấy, cùng em Sử làm một chút thì cháu Lực cũng sẽ đi về các bác ạ. Vừa rồi thì em mới bảo làm ấy. Cháu Lực cũng chỉ là phụ giúp được cho em là lúc mà lấy máy cày đi xuống nương thôi. Tại vì những cái thửa này là bé, nó vừa bé này xong lại cái bậc thang nó vừa cao nữa. Phải làm có 2 lượt thôi là nó xong, quay lại thêm một lượt nữa là rất là đẹp rồi. Bây giờ mà thả nước vào cái là dùng cái máy bừa về bừa thêm một cái nữa là trồng được đấy các bác. Chứ không như làm thủ công như ở dưới kia các bác này. Dưới kia là thủ công là bây giờ cày lên nhá, xong là vẫn phải bừa thêm một lượt nữa thì nó mới bừa thêm một lượt nữa, xong là làm cái bừa ruộng này, quốc bừa ruộng mọi cái mới làm được. Còn ở đây thì bây giờ là cày này chỉ cần bừa thêm một lần nữa là làm được. Chỗ đây có đá ấy. Cũng rất là muốn là phụ em ấy để làm ấy, nhưng mà ruộng bé quá thì cháu cũng ta không có dám làm ấy. Chỗ nào mà nó cửa không, có nó mà cày không trúng ấy thì là sẽ dùng cuốc một tí. Lại lên à? Đi thổi dưới lại lên đây. Chắc là lại lên đây mới để xuống cái kia nhờ. Lên thế này nào, nhưng mà được không? Lên này à? Ok. Rồi. Được ngay nhờ. Đây, đây, đây. Đấy, điều khiển là rất là giỏi rồi các bác ạ. Cái này như kiểu một con trâu ấy. Thuyền đây cay được không? Được nhờ. Đúng rồi. Thuyền ra, thuyền ra. Tắt máy đây, tắt máy đây. Tắt máy để làm đi. Tại vì mình làm lâu mà, cho nó đỡ tốn xăng một chút. Từ nhà đánh nhấc lên nào. Có cái gì có mà. À đây. Vừa chưa? Xem nó vừa thì thôi. À bên kia chưa vừa. Đây, ruộng lớn thì mình là lắp thêm phay vào, còn ruộng nhỏ thì mình tháo ra một khớp. Đây là sau Sử lấy thêm một cái túi để đi làm nhá. Mình tháo ra thì mình nhét cái đinh nó vào trong túi luôn. Ga chưa? Ga chưa? Số chưa? Được chưa? Thử nhá, xả xuống đi. Rồi.
anh em phía bên này nếu mà dùng trong cày ít nhất là phải được quay đi quay lại độ tầm 10 lần các bác. Đấy, nhưng mà máy cày chỉ cần một lần thôi là xong rồi. Tháo được một cái phay này ra ấy, thì là to nhỏ thì cũng vào được hết. Chỗ của em xử thì ít nhất là độ tầm 80 phân thôi các bác ạ. Năm mai đấy là bắt thủ má. Ồ, làm răng mà. Đeo khái không này nè. Khái nào? Khái nó không này. Ờ, ở bên góc phân nào. Đó, này, này chụp lúc ý á. Đây chỉ đớn đấy ạ. Sống đớn kìa. Sống đớn á. Con được có 2 tháng thôi. Nhưng mà phải cùng mẹ là lên nương lên đồi rồi các bác. À, điệu con ở trước mặt. Xong đằng sau lại một cái sọt à, rất là lớn. Trong đấy thì là sọt đi hái đúa về để mà đem ra chợ bán, cũng như là để trong gia đình ăn nữa. Ok chưa? Làm một lần thì nó chưa tươi mấy, nhưng mà làm đến lần thứ hai phải làm 2 lần. Ông thì chia tài sản của bố thì cũng thở ruộng nhỏ nhỏ thôi các bác, không lớn nhỉ. Xuống nhá, xuống nhá. À, xuống chân à. Có những chỗ để em xử là không cần phải kéo đấy các bác. Xem là cái cách mà em đi phi xuống này thế như thế nào. Đấy, mặc dù là nếu mà cô bác theo dõi thì sẽ hơi nguy hiểm một chút cô bác đó, nhưng mà đó là cái kỹ năng của các em đi xuống rồi đó. Làm mấy cây này thì là cũng phải cần đến 2 người thì nó mới đỡ mệt hơn, chứ không một mình đi là mệt hơn. Ơi, thứ nào nó bay đó, thứ nào nó bay đó, được không, được không? Đây anh cầm cho. Ra ra. Sau một thời gian mà em sử dụng máy đấy các bác, thì em cũng đã thành thạo hơn rồi. Các bác nhìn thì các bác thấy là cái cách mà em sử xuống cái ruộng bậc thang này, thì các bác cũng đã nhìn thấy là cái kỹ năng mà sử dụng máy cày của em sử rồi. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu lực của bác nhá. Không hộ được em xử làm ấy, thì hộ được em là lấy cây di chuyển xuống cái ruộng bậc thang thôi.
Xong rồi à? Thế này thôi à? À, đây, xử lấy cái dây này cất đi. Đây, nhặt là những cái đinh nữa. Từ sau xử đi thì cầm theo một cái tấm bạt hay là cái bao tải nhá. Tạp xong thì che máy nó lại để cho nó không có phơi nắng phơi sương nhiều. Chỗ này chắc được cày được tầm độ 10 phút rồi nhờ. Ở bên phía mảng bên Tây Bắc này cô bác ạ. Còn có nương, có ruộng để mà làm. Nếu mà như cô bác có ghé qua là Đồng Văn này, Mèo Vạc này, thì các bác không bao giờ nhìn thấy những cái thửa ruộng như thế này đâu. Ở bên kia nó là vùng núi đá. Mình đi đường nào ấy? Dép dép kìa. Mình quên dép ấy. Có lẽ là bây giờ hai anh em thì cũng phải là di chuyển đi về thôi các bác này. Cày chỗ này là mình cày bao nhiêu lớp ấy vừa rồi ấy? 2 lớp thế. Cày một lần đi một lần về thế là tươi rồi nhỉ? Vâng. Rồi còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực không xin được chia sẻ thế này thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sau tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Và một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Sử có muốn gửi một lời cảm ơn tới bà không? Chúc bà sức khỏe không? Cháu Sự xin cảm ơn bà. Cháu Sự xin cảm ơn bà. Chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Nhưng mà cảm ơn bà thì có biết là bà lại đem cái gì cho không? Có ạ. Làm cái gì? Biết nói không? Máy. Máy. Hiên nhà. À. Đấy, có phải làm hiên ở ngoài đấy. À. Ờ, thế đi thôi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.